còn không? Dạ. Mày ngồi sao không đi như mày? Rồi lên đây chừng nào về anh chồng? Để chưa biết nó đi quay về dài á, tới nào nó hay hay thì quay cho cô chú xem. Ừ. Sao không bác? Nó là anh chồng lên là bác thấy sao bác? Kể con nghe coi. Nãy giờ con quay nè cô chú, được mấy clip rồi nè. Đó, cá quay nè. Giờ ông dưới thấy mạnh khỏe. Nhưng mà ông bác thấy anh trọng tính như vậy hợp lý không? Mình không rành chuyện của nó đâu. Bây giờ nó lớn rồi, nó lo anh đó. Mình không có xía vô cái chuyện đó. Vì mình không có rành. Giờ thằng ai nấy lo đi ha. Ừ, tao bây giờ cái đầu tao bây giờ nó cũng không có được như ngày xưa. Nó tỉnh táo lắm. Dạ. Bây giờ nó hay có bà lơn hơn nó mẹ. Giờ tao lo tao chưa xong nữa hả? Thấy gầu quá trời ơi. Không biết là gia đình trọng súng với gia đình bất ổn này không biết khi nào có hồi kết. Mình ráng vượt lên chứ sao bây giờ làm nó ngay mình buôn bán vậy đây là cô bác nào có đi ngang đường tỉnh lộ 10 ghé mua cái nửa ký gì cũng mang lên đó bị buôn bán được với mình. Còn chứ, ủa sao mà ông bác không bán món khác cứ con thấy con gặp con bác là bán cam. Cam xài nhãn bởi vì mình bán vậy đó mới bán được. Có lúc đó, người ta mua về đặng tự dắt mấy người ở nhà trọ mua về và ký lên chở người ta có cái đồ giặt cho người ta chứ không thôi người ta uống ly vậy đó nhầm người ở nhà trọ nói gì rồi bữa giờ uống bán được không bác? Bán được, có buôn bán mà có lúc được cũng không. Qua đây là bán đỡ hơn bên kia không? Đỡ, tại vì con thấy đường này người ta có khách đi bên kia đâu có ai đi đâu. Chạy qua chạy lại nhầm người biết mình á cái ghé mình tiếp. Ông bác cho hỏi ông bác nghĩ sao khi mà ông bác thì chưa coi video chắc chưa coi video mà ông bác nghĩ sao khi mà chị thì cô con dâu của mình á bây giờ là ẵm mấy đứa con đi bán vé số chịu đi bán vé số thì ông bác theo ông bác nghĩ là như thế nào không bác? Là nó cũng thấu hiểu rồi bởi vì nó phải vượt lên chứ đặng làm đặng nuôi mấy đứa cháu. Dạ. Nói thẳng gì đi mình phải vượt lên. Ông bác có lời nào nha gửi cho chị thì không bác? Cái đó như tôi rất mừng con dâu tôi nó biết lo làm để kiếm thêm để tiếp đặng nuôi mấy đứa cháu vậy thôi. Cái đó rất mừng. Đó là ngay từ đầu tại do anh trọng á, ảnh nghe cưng anh vợ anh quá trời cưng như trứng luôn, không cho ra đường sợ nắng đen cái gì á. Bây giờ lại ổng mới cho vợ ổng đi bán vé số hả anh trọng? Vậy đầu luôn hả? Vậy là đúng rồi phải không? Trọng là ổng ghê được chứ. Con có dịp ghé Sài Gòn quay vài clip đăng lên cho cô chú xem vậy. Trọng giờ là quay lại ngày cũ đi làm YouTube mà 80 năm vậy mới ra một cái video. Không phải bữa hổm con mới làm cho người ta đó rồi làm cho ta rồi con mới quay được rồi rảnh mới quay thì cái kênh của con nó cũng còn nhỏ nó mới có thôi nôi à rồi vài bữa nó đầy tháng đi rồi mới quay nhiều. Còn mấy kênh đầy tháng bán hết à? Con tiễn nó đi quá nè. Dạ. Một quanh ổng làm gần 100 kênh. Dạ, con lập nhiều kênh lắm mà có cái là ổng già nó không quay á. Ừ. Rồi nó còn nhỏ nhỏ mà. Ngày bữa nó phát triển rồi con đăng đều đều lại. Ừ. Nó đăng nếu mà có cô chú cập nhật thêm nhiều á. Rồi đầu mỗi cái một clip nó đều hết.
mà tranh thủ nói là nhập tài khoản nữa lại á, ông gài là thả ra ngoài rồi về nhập mật khẩu lại là vô lại à. Thì có nhiều cô chú á, nếu mà thấy anh xuất hiện ở Sài Gòn, xuất hiện lên ba mẹ anh á, thì có nhiều bình luận là nói anh lên đây để mà xin tiền ba mẹ. Thì cho em hỏi anh nha, là có không anh Trọng? Cái vấn đề lên đây như là có cho cha mẹ hay là sắp tới là hai chồng làm ăn vậy đó. Wow. Cho cháu thăm thăm luôn. Thì chứ không hả? Cho ông bà để nhớ. À. Đó, em nói là tính không có dịp lên. Chứ không phải là lên xin tiền phải không? Dạ không. Ừ. Hết tiền cho hả? Bao giờ nóng cuối hả? Còn 4 tấm à. Còn có 4 tấm đó. 4 tấm 500 à. Ừ. 4 tấm 500 là được 2 triệu rồi. À. Thì làm vốn nè. Với cái này mình chưa bán cũng được đời trăm. Kìa ông bác bên kia là đối thủ cạnh tranh chứ không kìa ông bác. Ở đây thì kèo vậy đó. Chết rồi. Ờ bên đó bán nhiều món hơn nữa kìa. Đối thủ cạnh tranh. Chứ là buôn bán mà một người bán dạng người mua thôi không ấy. Thì em tính về anh Trọng lên Sài Gòn này bán giấy số lại đi anh Trọng. Thôi nãy hồi lại người đỡ được mình bà đi thôi chứ bây giờ mình vậy là bây giờ là bây giờ là dù giá nào cũng anh cũng dứt khoát là không lên Sài Gòn đúng không? Đóng chốt ở Hà Tiên, không có đi đâu nữa, tại đi tới đi lui á mình làm ở đâu nơi nào cũng làm được hết trơn á. Đúng rồi, ở cái này ở dưới là được mấy đứa được học luôn, được miễn phí. Rồi, là sao học miễn phí? Tại vì bên cái đạo cái gì mà đạo Thiên Chúa phải không? Chúa là ta, mình cho vô đó người ta miễn phí hết, là cho nó vô học nó khỏe, mấy đứa này được học luôn. Còn mấy bữa nay là do nó còn lễ nè, rồi nay mới là hết lễ cho vô học. Là xin trong đạo cho học hả? Xin vô cho đó rồi cho ta dạy cho nó luôn. À. Mình, ta nói mà miễn phí đó. Mình cũng mừng. Rồi còn ở đây là học. Ủa rồi anh có hỏi chưa? Có hỏi rồi. Đó nó em ơi hết lễ rồi đó. À. Vô cho nó học. Chứ học đi chứ đi học được vài bữa cái cha mẹ nhảy chỗ khác cái nghỉ học. Dạ. Không biết chừng nào thằng mập nó đi học đi ngủ quay á, mình đi về giấy tờ kia đó làm chặt với mấy người chính này kia nó dễ, nó gần sát bên à. Mà sao mà cái giấy tờ của anh gì cái gì mà nó rất rối lòng vòng dữ vậy? Mà mình nói ý mình nói vậy thôi, vậy để mình lại cái địa phương nào mình có tham chú người ta chứ. Ừ. Tự nhiên mình ở Kiên Giang rồi bây giờ mình bay qua bên đó mình ở mình phải tham chú, mình ở được khoảng 3 tháng này kia rồi mình cho nó lâu á. Ừ. Rồi xong mình lại mình tham chú người ta chứ. Tại nhiên mình bay vô có định cư luôn đâu mà nhập khẩu ở đó được. Tính ra mập nó nhiều bạn chứ, nó đi từ Sài Gòn tới Hà Tiên luôn, quá trời bạn luôn hả mập, chỗ nào nó cũng có học bên chỉnh bạn nhóc chờ và là quay cảnh nó đẹp lắm. Đây là ông bác bán gì cái gì địa điểm cũ đường tỉnh lộ 43 kế bên cái quán cơm của mẹ Trọng Súng làm. À, bán cam nè, bán nhãn, bán xoài. Trọng Súng đi lên đây quay YouTube. Không biết là tình hình sắp tới của gia đình bất ổn ra sao. À, cái gì? Trọng Súng phiêu lưu ký hả? Cuộc phiêu lưu ký của Trọng Súng. Ồ, cuộc phiêu lưu ký của Trọng Súng. Giống gì vậy? Chờ... cái gì người ta cô chú bình luận là cái gì cuộc phiêu lưu ký của Trọng Súng dài hơn cô dâu 8 tuổi. Đâu có, tại vì do mình làm YouTube á. À. Rồi mình đăng lên hoài thì nó đâu có chìm được. Còn như không có làm á thì mới nó chìm được. Như giả tỷ như một cái nhân vật đi thì người ta lùm xùm đi, đâu có làm YouTube đâu. Rồi tại mình làm YouTube mình đăng lên hoài, cô chú coi hoài, mình có chủ đề hoài. Ê, mấy gia đình anh hình như em thấy không bao giờ hết chủ đề luôn. Cứ lùm xùm miết đi. Do người ta gài lộn á, người ta la ta chỉ qua chữ lại lùm xùm với người ta. Nói mình hơn thua làm gì. Nói mình
đời không biết bữa nay mình sống hay ngày mai mình chết mình không biết được. Bởi vì cho nên là mình sống bữa nào mình hay bữa nấy đi. Mình làm cái gì cho ích coi xã hội được rồi, còn ai nói gì nói kệ họ. Mà chừng nào mình cái kiểu mà mình làm sao mà theo như người ta nói á, mà mình không có mình nên sợ. Rồi thấy trong cái video ngày hôm qua có rất là nhiều bình luận và nói anh là dùng chiêu cuối là kiểu mà anh hết tiền rồi anh giờ anh dùng vợ con anh ra anh dẫn đi vừa thứ nhất là vừa bán vé số để lấy lòng thương các cô chú bác luôn, tại vì đó là các cô chú người ta gửi tiền rồi cho bán vé số rồi, không lẽ là vợ con không có cho bán vé số rồi, tại con thấy là vợ con đi bán nếu mà không đăng lên thì người ta mới nói là gửi tiền cho nó mà nó lấy luôn rồi nó không cho vợ bán số, là nói con nói dốc nữa, con nói vậy con đăng lên đó rồi con quay lên con rượt theo con đăng lên đó để cho người ta cô chú người ta biết chứ để không mình nó không quay lên đó nó gửi nó cái lụm trên rồi đãi lụm hết trơn người ta nói quan mình không à, bởi vì con đăng lên cho cô chú người ta biết chứ không phải gì. Vậy là cho em hỏi là ví dụ như anh cho chị thì đi bán vé số là từ đây về sau luôn hay là chỉ có một ngày một bữa là hết bán, cái vốn là thôi bán hoài cô chú cho là mình bán lấy cái lời mình ăn, còn vốn mình để lại lấy cái số hoài vậy đó. Tại vì nhiều khi là ngày xưa mà để xài cục vốn mà cô tại vì cũng... nhiều khi là giờ xài lăm nham cái vài bữa được đứt mất tiêu cái vốn rồi cái nghỉ bán nữa. Bởi vì lúc trước là về dở là gì nè có 1 triệu đi rồi cái đi xài lặt giặt cái quay qua nó hết vốn, nó cục cái vốn rồi cho nên là nó đi luôn chứ. Rồi với cái khu vực mình ở nó không có cái chuyện làm luôn, cái khu vực bảo hiểm á thì mình yên không có làm gì được đâu. Rồi á xung quanh nó là bị tai ghép mạch rừng nữa, làm một cho nên phải đi bữa đó đang ở đó, rồi có cái tai ghép mạch rừng đó rồi này kia nó chọt hoài đó, thì như những người ta ghét mình á nó chọt, nó chơi chọt không à, rồi phải đi. Đây còn bác thì alo cứ vậy. Không biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Sáng giờ có ai mở hàng cho ông bác? Có em giờ tới giờ. Đây thì nói gì nói thì có cô chú nào có tiện đường đi ngang tỉnh lộ 10 thì có ông bác có bán nhãn nè với cam xoài. Cô chú nào có thương tình ủng hộ gia đình của ông bác thì ghé mua cho ông bác ủng hộ 1-2 kg giúp cho ông bác. Thì nói gì anh trọng súng rồi ông bác thì vừa qua thì cũng rất là làm phiền lòng của tất cả các mạnh thường quân. Thì nhìn thấy ông bác giờ cũng rất là tội. Còn anh Trọng thì giờ đi quay YouTube. Nãy giờ nó có bóp pin nè, chứ mà không xài mà. Chút thay đồ nha. Chút nữa rồi về nó pha cho dọc vô. Vợ thì ghét, chuyện tập quá. Đâu phải ở nhà mình vô con. Chạy qua mua. Đã ghét. Đã. Còn này chơi đi. Nằm chơi thôi, cái tút nghe đó mua. Không nổi gì nữa. Đỡ lo chút. Nữa hả? Không phải mình dặn á. Làm gì ông nội? Dặn tới rồi mình làm cái tiếng hụt cho cô chú xem vậy đó. Nếu mình quay clip cây nhà lá vườn rồi đó. Ha.
hát cái bài bà Năm. Có lý à, bài đó hay á, bài đó nghe im. Khi nào rảnh đi, khi nào rảnh là đi thu âm buổi vậy đó. Đi quay ngoại cảnh, quay cho con xem, tại vì khu vực con thấy Hà Tiên á là khu vực rất là đẹp. Nếu mà con về đó con quay ngoại cảnh rất là đẹp luôn. Đó, để quay những cái tiết mục mà giống như MV mình ngày xưa mà trên nhà lá vườn. Rồi ai quay? Hả? Rồi ai quay? Có gì nếu rảnh thì hỗ trợ được thì hỗ trợ. Còn không được thì tôi làm ơi tôi ghét ơn. Trời, ghê vậy? Ờ, bây giờ cắt ghét được mà. Ok. Hey. Con xin chào cô chú bác nha. Anh nè, theo sẵn đây em chỉ chia sẻ cho anh Trọng nha. Dạ. Anh có coi cái bên cái kênh, một cái kênh YouTube ở Bình Dương. À. Hiện tại rất là hot. Mà hai cái con bé mà tóc dè, tóc trắng anh nhớ không? À. Người ta gia đình người ta cũng giống như là độc lạ thôi. À. Nhưng mà khi mà người ta làm được cô chú ủng hộ á, người ta làm một cái kênh YouTube thôi, chỉ làm được 4 ngày thôi kiếm 50 triệu. Trời. Còn giống như á, để chỉ đăng có mấy cái video thôi, 4 ngày thôi kiếm 50 triệu là tiền mà từ người ta quay video người ta kiếm ra. Chứ không được ai giúp đỡ hết trơn á. Còn anh giống như anh biết làm YouTube á, mà anh không chịu xuyên làm. Nếu mà lúc mà được cô chú anh chị giúp đỡ đó, anh cố gắng anh làm thì anh nuôi, anh xây dựng cái kênh YouTube của anh cũng nuôi được gia đình. Bởi vì sắp tới đây con cũng ra một cái kênh YouTube mới. Mà giờ anh ra là có quá muộn rồi. Giờ cô chú đó còn thương nhiều. Thì mình quay du lịch và ẩm thực. Tại vì con quay review đó là rất là nhiều hải sản. Quay du lịch và ẩm thực luôn. Ngoại cảnh rất là nhiều. Có thể các cô chú bác gần xa đi không được đó. Ừ. Ở nhà xem vẫn được luôn. À. Cảnh lặn biển, mà sò, bắt ốc sò, rồi bắt ốc đó. Rồi xong rồi review lên. Thì rất là nhiều chủ đề. Còn như chuyện mọi chuyện lùm xùm thì làm sống theo bản năng của mình thôi. Mình đừng hơn với ai. Người ta có gì, cái chữ của mình là gì, nói vô sai một gì á. Thì để cô chú người ta mắng hết thôi. Ai chữ mắng thì ta ra điếc ăn. Thì vậy đi, mình tính vậy đi. Mình hơn chú người ta làm gì nói chứ đời người nó ngắn ngủi lắm. Thì mình sống mà mình yêu thương nhau sớm hơn. Rồi mình đã thẳng thà, kẻ thù mình kết bạn luôn thành bình thường. Tại vì mình đừng có hơn của ta làm gì buồn quải lắm. Để mình chở ta đây có ít lợi gì đâu, đâu đẻ được 2,000 uống thuốc thôi. Thôi kệ đi, giờ nhịn nhục đó. Anh Trọng cho em hỏi là theo anh đó là anh vô tư thiệt hay là giả bộ vô tư anh Trọng? Mình vô tư thiệt mà. Vô tư thiệt à? Cái là như vậy nè, tại vì mình nghèo khổ, mình giao lo gán làm ăn, người ta có tiền có bạc người ta hơn thua với nhau. Còn mình không có tiền mình hơn nổi không? Mai em đối thấy bà nội luôn. Thiệt, thật sự mà. Bây giờ gói gom theo phận gói gom đi, còn ai mua chuyện thì để cô chú người ta phán xét. Nhiều kênh ta quay lên ta cũng biết hết trơn. Chứ đâu cần mình lên phản biện làm gì cho mệt đâu. Cô chú mình làm sao mà cô thấy người, cho cô chú người ta bớt chữ mình lại là được. À, vậy thôi. Vậy anh Trọng cho em hỏi, ví dụ cho bây giờ theo anh á, những cái hình ảnh mà anh, những cái lời anh nói, những cái video mà em đi theo anh em chia sẻ, thì em, anh nghĩ là cô chú có tin anh không? Nếu mà tin thì chắc không đâu. Nếu mà mình thật hành đi cho cô chú biết thôi. Chứ giờ mình nói nhiều quá rồi nó cũng mất hay. Giờ nói hoài nó cũng vậy thôi. Mình làm sao mà cho cô chú người ta đánh lại lại nữa. Mình phải sửa đổi. Bây giờ mình sửa đổi thôi, mình làm sao mà nó phát triển lên, đừng có đúng đúng hoài. Rồi con chú người ta thất vọng, người ta ghét mình luôn. Rồi, cảm ơn anh Trọng. Dạ, ê, được tiền nghe, cho chú đi. Đã ta lên thăm ông nội cho ăn bánh kẹo rồi được cho tiền nữa ta. Không ở đây với ông nội đi Phúc ơi. Được không? Hả? Ở đây với ông bà nội đi. Chịu không? Hả? Chịu không? Ở đây sướng hơn luôn. Được không? Ở đây nha. Hả? Sao? Ở không? Con ở không? Nửa đêm là con khóc đấy. Trời ơi, nửa đêm là con khóc đấy hả? Nó
đó, cho tiền vậy đó mà không chịu ở lại trời. Ở lại là nửa đêm khóc. Thương em lắm. Nhớ em nửa đêm cái. Nhớ em. Mày ở với ông nội mày là mày sướng đó. Ở với ông nội đi. Còn mày đi theo cha mày là mày đi bụi đời xí suốt à? Không, nữa được đi học rồi. Bật ngày. Thôi bây giờ Nam xin kết thúc video tại đây. Nếu cô chú anh chị thấy hay cho Nam một like và đăng ký kênh để ủng hộ Nam có động lực ra những video mới à.